Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 50 bộ đề kiểm tra toán lớp 1. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 15, bài số 1. Câu A, viết số vào dưới mẫu vạch của tỉ số 87, này là 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Câu B, viết các số 36, 58, 19, 49, 70 theo thứ tự là từ bé đến lớn. Như vậy trong này thì số toàn là số có hai chữ số hết, thì chúng ta xem cái hàng chục, đây là 3, 5, 1, 4, 7. Như vậy là 1 là nhỏ nhất, vậy là 10, 19. Rồi tới hàng chục là 2, trong này không có hàng chục 2 mà có hàng chục 3 là 30, 36. Rồi tới hàng chục 4, đây 49. Rồi hàng chục 5 là 58. Hàng chục 6 thì không có mà hàng chục 7 là 7, 70. Câu C, viết các số sau theo thứ tự là từ lớn đến bé. Như vậy trong này cũng toàn là số có hai chữ số, thì cái hàng chục là 2, 7, 4, 9, 8, 9 là lớn nhất. Như vậy 98 ở đây. Rồi tới hàng chục là 8 là 80. Rồi tới hàng chục là 7 là 73. Rồi tới hàng chục 6 thì trong này không có, 5 cũng không có, có 4, 46. Rồi chục 3 không có, chục 2 là 28. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2, tính 60cm ta cộng 20cm thì vậy là bằng là 80cm. Câu B, 48 mà ta trừ cho 25, 8 ta trừ cho 5 là bằng là 3, 23. 23 ta cộng với 2 là bằng là 20, 25. Bài này chúng ta nhớ là làm bên tay trái qua bên tay phải nha. Câu C, 77 ta trừ cho 44, 7 ta trừ cho 4 là bằng là 3, 7 ta trừ 4 là bằng 3. 9 ta trừ 8 ta trừ cho 7 là bằng là 1, 9 ta trừ cho 4 là bằng là 5. 4 cộng 0 là bằng là 4, 2 cộng 5 là bằng là 7. 6 cộng 3 là bằng là 9, 6 cộng 3 là bằng là 9. Bài số 3, viết số hoặc là chữ tích hợp vào chỗ chấm. 9 này là 7, 15, 10, 60, 49, 25, 1, 5, này là 80. Này là 33, 3, 13, này là 67, 79, chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4, nối các điểm để có 3 hình vuông. Rồi, chúng ta nối. Một hình vuông, hai hình vuông, ba hình vuông. Rồi, này là hai hình tam giác.
Rồi, một hình tam giác, hai hình tam giác. Bốn hình vuông. Rồi, 1, 2, 3, 4 hình vuông. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Câu A, viết tiếp vào bài giải. Tuyết tô màu được là 6 ngôi sao, Văn tô màu được 4 ngôi sao. Hỏi hai bạn tô màu được tất cả bao nhiêu ngôi sao? Ta lấy 4 ta cộng với lại 6. Số ngôi sao hai bạn tô màu được là, ta lấy là 6 là của bạn Tuyết, 4 là của bạn Hoàng Văn. 6 cộng 4 là bằng là 10 ngôi sao. Đáp số là 10 ngôi sao. Bài B, vừa vịt vừa ngỗng là có 9 con, trong đó có 5 con vịt, hỏi có mấy con ngỗng? Ta lấy 9 ta trừ cho 5. À, đây là tổng là vừa vịt vừa ngỗng, 9 trừ 5 là bằng 4 con. Số con ngỗng có là, thay chữ số vào, thay chữ là chỗ này vào. Số con ngỗng có là 9 ta trừ cho 5 là bằng là 4 con. Đáp số bốn con. Bài số 6, điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng, tích hợp vào ô trống. 49 ở đây là 54. Cái hàng chục là 4, còn bên này là hàng chục là 5, 4 bé bằng 5. 41 ta cộng với lại 14, 1 cộng 4 là bằng 5, 55. Bài này là 66 ta trừ 12, 6 trừ 2 là bằng 4, 6 trừ 1 là bằng 5, 55 lớn hơn 54. 2 ta cộng 3 là bằng 5, 85. 45 ta cộng 40 nghĩa là 80, 15, hai bên bằng nhau, 85, 85. Nó qua bài số 7, điền số tích hợp vào chỗ trống. Em đi học lúc bao nhiêu giờ sáng? Cái đồng hồ này có hai cây kim, cây kim ngắn chỉ giờ và cây kim dài là chỉ phút. Bây giờ đang chỉ số 7 là 7 giờ giờ sáng. Em học bài lúc chấm chấm giờ giờ tối nghĩa là 8 giờ tối. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.